Đó. À, bây giờ mình sẽ khoét cái lỗ thử nha. Luôn hả? Đó, anh lấy cái mũi á, anh nhắn vô là nó được rồi. Nó không có nhọn chứ. Quá hợp lý. Cao lắm không? Cho nó xuống đúng không? Ờ, cho xuống chứ. Cao quá cho nó xuống xíu đi. Sẵn cho nó nhanh hết. Đây, luộc ngoài làm gì? Đâu phải phim á. Quay máy quay á. Đi học cho con. Để coi canh thời gian coi bao lâu nó chín nha các bạn. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ chưa phát xong. Bây giờ là 3:20 rồi. Giờ mình canh thời gian cái bao lâu nó chín nha mọi người. Nghĩ là cái cây cái cam này nó sẽ bị héo nhưng mà nó sẽ không tan chảy đâu, có nước mà. Ô. Mình nói của mình. Để mấy cái nhánh này vô. Sau một hồi 5 phút đốt lửa giờ thấy tình trạng chai nước của mình nó bị quéo các bạn ơi. Qua cái clip này là mình quảng cáo cái hiệu nước Aquafina luôn nè mọi người. Không biết cái miếng này nó chịu đựng được bao lâu đây. Test test độ bền của chai nước. Test độ bền của chai nước với đống lửa nè. Thấy nó quéo một bên đây rồi nè. Bây giờ mình sao vậy?